Nấm bệnh hại cây trồng là một trong những vấn đề khá là nghiêm trọng trong nông nghiệp, có thể gây ra tổn thất lớn về năng suất và chất lượng cây trồng. Hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh Coprofit 77.15WG, giải pháp tối ưu cho việc phòng trừ các loại bệnh hại do nấm trên cây trồng. Với thành phần chính là copper sulfate và mancozeb, cung cấp một công thức mạnh mẽ và hiệu quả để có thể bảo vệ cây trồng khỏi nhiều loại bệnh nấm và vi khuẩn. Hoạt động dựa trên cơ chế tiếp xúc giúp kiểm soát hầu hết các bệnh hại do nấm và vi khuẩn gây ra, bao gồm các bệnh như nấm hồng, kẽ trái, tháng thư hay mốc xương, đốm lá, chết nhanh và chết chậm. Thuốc không chỉ diệt trừ các bệnh đã xuất hiện mà còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh mới, hạn chế sự hình thành tính kháng thuốc của nấm và vi khuẩn. Pha từ 1,25 đến 2 kg cho 1 hecta. Quý bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsưhuy.vn.